Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Vương Quốc Thịnh. Hiện tại Quốc Thịnh đang có mặt trước cổng chào của làng Hoa Sa Đéc. Sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề dịch Covid-19, làng Hoa Sa Đéc hiện tại trông vắng vẻ hơn mọi năm. Bây giờ mời quý vị cùng dạo quanh một vòng làng Hoa Sa Đéc để xem làng hoa năm 2022 hoạt động như thế nào. Được nhiều hàng không ông chủ? Cũng nhiều hả? Thank you.
Năm nay lượng khách nó cũng vừa chứ mà nó không có nhiều như năm rồi. Cỡ này đi không không. Đi nó cũng thưa, có sáng này còn được. Ngay lễ này thì nó mới đông được chút chứ còn về ngày thường cũng vắng. Thì đa số là tụi trẻ thì nó nhiều hơn cái lượng người đứng tuổi. Dạ. Lượng khách trẻ thì như vậy là mất khách dữ lắm à. Năm nay mất khách nhiều lắm. Ít ha. Khách giờ nay dịch của anh ta cũng đi ít. Dạ. Chúc chỗ Hoa Kiển Phúc Hậu ha. Làng Hoa Sa Đéc có số điện thoại trên màn hình luôn á các bạn. Có ai có tới làng Hoa Sa Đéc nhớ ủng hộ cho bạn Hậu giùm nha. Rồi một cái lời cảm ơn. Chúc sức khỏe luôn. Thành đạt. Các bạn thấy cái bãi xe hồi nãy là thấy là các bạn biết là tình hình dịch bệnh. Sao không trồng được, đỡ 10.000 trở lại à. Là mỗi năm thì mình trồng bao nhiêu? Mỗi năm là mười mấy ngàn lại mà đi bệnh dịch và làm ít lại thì tiêu thụ nó không được mạnh đâu. Dạ. Rồi hôm nay làm ít lại, nhưng mỗi năm làm nhiều lắm. Còn cây mà để mà trưng Tết như hoa vạn thọ, mùng gà rồi đó, ví dụ Tết đó thì anh có trồng được nhiều không? Cây đó tôi không có trồng, mấy cái chỗ điểm khác có trồng cũng số lượng cũng giảm, cũng như đó làm 2.000 giờ người ta làm 1.000 à. Vậy là giảm 50%. Rồi, bây giờ tôi đây không có bông đó, có cây công trình không à. Dạ. Đây Quỳnh Anh, rồi Cẩm Thạch, Quỳnh Lai, mấy cây để trang trí công trình đó. Đó, Quỳnh Anh. Cẩm Thạch. Dạ. Ở trước thì Lài. Đó. Cũng trồng cũng coi như giảm hết trơn à. Giờ không dám trồng nhiều bởi vì công trình bây giờ nó cũng yếu nên bệnh dịch này không có lái đi nhiều á. Hay là sao anh Sơn, hay là có bán đâu nữa không? Bán tại chỗ lấy lại để mua bán, lại là điếm mà mình đi giao tới như, giao cũng đây lên trển đây lên như lên cầu Cái Đét 2 hoặc là xuống đây chút xíu khoảng vài trăm mét à. Ừ. Vậy là mình vừa bán ở đây à. Mà vừa bán cho lái nữa. Bán đi, cho đi khắp nước mình luôn ha. Rồi đó. Rồi năm nay như vậy mình trồng được nhiều ít? Trồng cũng năm trồng hoài đó chứ không biết nhiều, trồng nào lên bít đất thôi. Mà do tình hình dịch bệnh Covid này thì mình sao anh? Thì cũng bán đầu hơi chậm hơn mỗi năm. Dạ, được 50% không? Nó cũng cỡ vậy đó, nó cũng vậy, có khi nó không bằng. Dạ. Đầu giá nó tụt nữa. Dạ. Như giờ 17.000 cái này lần là nó từ giá 20.000, giờ nó tụt xuống còn 17.000 thôi. Dạ. Rồi mình bán như vậy là mình cứ trồng hoài vậy hả? Trồng lên hoài, trống vàng nào cũng lên vàng ấy. Có đồ mà mình dâm. Bạch Thiên Hương nha các bạn.
Thì mình tưới cái này là mình hao điện dữ không, chi phí dữ không? Một tháng vậy có, nếu mà tưới công công một tháng vậy có chừng 50.000 điện ha. À. 50. Cũng đỡ 50. Ha. Tại giờ này mà ngày mua tưới có ngựa gửi à. Ít đi chỉ... xe du lịch rồi đó thì vài ba đơn người còn nếu còn phần đông trẻ, là phần đông là tuổi trẻ đi sân ra xe gắn máy rồi đó. Dạ. Hôm nay cái lượng chán lắm anh ơi. 3% còn có một mà. Dạ. Chỉ 3% mà mình còn có một, tất nhiên là ta đi chưa được phân nữa. Dạ. Quý vị thân mến, vừa rồi là những hình ảnh làng hoa Sa Đéc chuẩn bị đón Tết năm 2022. Tuy bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng du khách đến tham quan vắng vẻ không nhộn nhịp như mọi năm, nhưng các nhà vườn tại nơi đây vẫn tích cực chăm sóc các loại hoa để kịp cung cấp cho các thị trường chợ hoa Tết cả nước. Đến đây video xin được tạm dừng. Cảm ơn các bạn và quý vị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.